Thời gian qua, ngoài việc sản xuất cây trồng ngắn ngày, một số hộ dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã quan tâm đầu tư trồng cây ăn quả có múi, qua đó đã cho thu nhập khá. Những năm gần đây, phong trào chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng phù hợp có giá trị kinh tế được người dân huyện Tuyên Hóa tích cực thực hiện, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng hiệu quả sử dụng đất, giúp người dân nâng cao thu nhập. Theo thống kê, huyện Tuyên Hóa hiện có trên 200 ha diện tích cây ăn quả có múi, trong đó chủ yếu là diện tích bưởi là 150 ha. Nhiều hộ trồng bưởi cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả theo hướng Việt Gáp, từng bước xây dựng thương hiệu bưởi Tuyên Hóa. Bên cạnh trồng bưởi, nhiều gia đình đã trồng cam chanh, tắt, quýt. Những sản phẩm này hiện đang được thị trường ưa chuộng. Có thể nói, phát triển cây ăn quả có múi hiện đang là một hướng phát triển đúng đắn trong tiến trình phát triển nông nghiệp giá trị cao, tạo nền tảng vững chắc để huyện Tuyên Hóa thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.